Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều điều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói không ai giàu ba họ, cũng không ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 chỉ ra rằng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vào tháng này sẽ gặp khá nhiều may mắn trên con đường tình duyên, sự nghiệp và tất cả các phương diện. Để biết được vận trình cụ thể của người tuổi Ất Tỵ và những cơ hội, khó khăn, các phương án hóa giải, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video dưới đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuổi Thân. Đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 28 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Ất Hợi. Thứ ba là ngày 28 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 9 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Đinh Hợi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 2 năm 2021, tức ngày 25 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 2 năm 2021, tức ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Sát Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu của mình. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Họ cũng rất thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Vì thế mà muốn có sự đột phá, thực sự e rằng khó. Trong công việc, bản mệnh cần phải cố gắng để làm việc tốt hơn, chớ nên để cho tinh thần sa sút bởi những thất bại trước mắt. Công việc có lúc này, lúc khác, song nếu kiên trì, quyết tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn, hướng đi phù hợp với bản thân mình. Song nếu suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc đã có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hơn nữa, sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Ất Tỵ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón thêm được nhiều điều may mắn. Tân âm kim gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, nếu không sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ. Đối với hầu hết những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thì may mắn chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua sự nghiệp của bản mệnh. Nếu bạn là một Ất Tỵ tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, môi trường thị trường không được tốt cho lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề sẽ cần giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Ất Tỵ. Người tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch nên đặt chi tiêu, tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Ất Tỵ sinh năm 1965 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị ở bên mình, bạn có thể bị trộm hoặc cướp giật mất.
Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của bạn không được tốt. Bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống quá nửa của cuộc đời nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Ngoài ra, ở độ tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bạn giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lắng nghe tâm tư của người để mối quan hệ giữa hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải nghe theo mình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý của các gia chủ Ất Hợi nên mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ. Tháng này, tình hình sức khỏe của Ất Tỵ sinh năm 1965 có thể hơi xấu. Một khi bạn bất cẩn, bạn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, bạn nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch, đừng du lịch một mình. Nếu đang đi ra nước ngoài, nên hoãn lại. Nếu mắc căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không được ăn uống bừa bãi, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Ngoài ra, hãy chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, năng nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với mọi người để hóa giải, giải tỏa những áp lực mà mình đang phải gánh chịu. Quý gia chủ cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xui hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.